quan trọng nối liền Ấn Độ Dương với Bình Dương, rất là gần. Có những cái điều kiện như vậy mà vịnh Đông Nam là một cái vịnh mà tốt nhất á. Người ta nói rằng năm 1905 có một cái hạm đội của Nga, Nga đó bị Nhật đánh bại trong cái vùng biển Biển Đông á, và tấp vào cái vịnh này trú ẩn an toàn trong vòng một tháng. Và nó còn có nước ngọt ha, gọi là Cam Ranh á. Ở đây mình liên hệ luôn với từ Cam Lộ, là cái từ cái bình Cam Lộ của bà vào có Tam Bồ Tát cầm á. Cam là ngọt, lộ giọt sương á, giọt sương ngọt đó, Cam Lộ đó. Và vịnh Cam Ranh này ở đây á, cái chỗ mình đi ngang qua đây, đây là cái huyện Cam Ranh rồi của tỉnh Khánh Hòa, ở Đới hoặc là khu Nha Trang thì đoàn sẽ ghé vào đây, chỗ nào hồi nãy em chỉ đó, để vào đó mình tham quan một cái ngôi chùa. Cái chùa này trong tài liệu đó thì ghi là chùa Từ Vân, nhưng mà người địa phương á gọi là chùa San Hô, gọi là chùa Ốc. Vì cái chùa Từ Vân này á, nó có từ năm 1956 thôi, nhưng mà toàn bộ công trình ở đây, những cái hệ thống tháp và tượng Phật đa số làm bằng san hô hết. San hô rất là quý. Và hiện nay Việt Nam mình có hai cái nơi mà khai thác san hô nhiều nhất, nhất Việt Nam luôn, đó là Nha Nam, tức là vực Cam Ranh này. Phát triển đầu tư toàn bộ ở Cam Ranh này cho tới phía nam của Nha Trang. Một cái nữa là đầu tư phát triển trong khu vực Vịnh Văn Phong. Vịnh Văn Phong tức là cách Nha Trang 80 cây số. Tỉnh Khánh Hòa này có 4 cái vịnh nổi tiếng, 4 cái vịnh. Thứ nhất là vịnh Cam Ranh, mình qua rồi vừa hồi nãy ha. Thứ hai nữa là vịnh biển Nha Trang. Thì tới hôm nay chiều nay tới Nha Trang thì nhận phòng thì cô chú khi mình ra hướng biển mình thấy được toàn cảnh của vịnh biển Cam, vịnh biển Nha Trang với 19 hòn đảo bọc xung quanh. Em đi học ở bên Tiệp Khắc á, ảnh về nhà của ảnh ở Quảng Bình thì ảnh mới làm thủy tinh, rồi làm cái nhỏ thôi, hàng tháng hàng năm anh vào đây chở cát về ra ngoài, một quy mô rất là nhỏ. Do đó mình xuất khẩu chính là sang thị trường Nhật Bản. Ở đây đó có một xí nghiệp mà rửa cát rất là lớn của Đài Loan, rửa cát rễ cây đá rồi đó, rồi mới xuất khẩu sang Nhật Bản. Ở đây mình đi khoảng chừng 9 cây số nữa là mình tới sân bay Cam Ranh ha. Sân bay Cam Ranh người ta là khoảng 500 tỷ mà toàn bộ tỉnh Khánh Hòa làm hết, không phải của nhà nước, của sách nhà nước. Thì ở đây cái đường này nó nối thẳng tới Nha Trang luôn, mình đi như vậy tí xíu qua khỏi cái khu vực này là mình đi cặp với hướng biển rồi, một bên là núi bên là biển ha. Người ta có những đoạn người ta xẻ núi làm đường luôn. Nên toàn bộ nước Việt Nam của mình á, cái diện tích mà bờ biển á là khoảng 1 triệu km², nó rất là xa đó. Chúng ta đi khoảng chừng 2 tiếng thôi, 2 tiếng mấy chúng ta ra gần tới khu vực để giáp danh của đảo Trường Sa. Thì cái quần đảo Trường Sa này có cái vị trí chiến lược rất là quan trọng, nó cũng nằm trên Biển Đông, mà cho nói cái đường hàng hải quốc tế đó mà lợi dụng trước đây á, cái quần đảo này á lợi dụng có hoàn cảnh là nước ta bị chiến tranh, rồi sau này á là có thời kỳ mà khắc phục hậu quả chiến tranh nó khó khăn đó, một số nước trong khu vực nhảy vào tranh chấp với cái quần đảo này, cho đó là mình có một số cái dư luận 21 đảo ha. Đài Loan 1 đảo, Philippines 1 đảo, Trung Quốc 8 đảo gì đó, mình đa số là 21 đảo. Quần đảo Trường Sa tức là khu vực Cam Ranh này mình đi ra cũng gần một tí xíu bằng con đường này đó, cho thấy cô chú nhìn thấy cái những đoạn người ta xẻ núi làm đường ha. Mình đi cái đường này mình cảm giác như là rất là ngoằn ngoèo, ngoạn mục, giống như đường đèo vậy đó. Ở đây thì mình mới cảm nhận được là cái vẻ đẹp của biển ha. Ở đây mình đi là biển một bên và núi một bên ha. Ở trên xe mình không phải đâu ạ, trên xe mình là biển một bên và em một bên ha. Ngày xưa phải không ạ? Một tí xíu nữa đi cái đường này thì cô chú nhìn ra mình sẽ thấy được những cái đảo, những cái hòn đảo. Phải đi ra tới gần 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi thôi không? Hồi môn phải 1 tiếng rưỡi thì mới thấy được những cái đảo này ha. Cái đường này hiện nay là đưa vào sử dụng gần 2 năm rồi nhưng mà chưa làm xong hết đâu ạ. Còn một bờ kè ở đây nữa. Đảo Hồng Mông ha.
khách sạn mà, đây là resort. Nói về cái resort mà cái đảo mà nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay là cô chú anh chị mình, nếu mà cô chú nào đi cái tour Hà Nội đó, Châu nghĩ rằng mình đi ra cái Vịnh Hạ Long đó, mình sẽ ghé tham quan cái đảo có bãi biển nhân tạo ở đảo Tuần Châu, đẹp lắm, ở Tuần Châu không thiếu thứ gì hết.